Tử vi chính xác 100% về cuộc đời Ất Sửu sinh năm 1985. Trong 10 năm tới, phải nắm chắc điều này để vận thế thăng hoa. Ngồi rung đùi cũng nhận bổng lộc đầy tay, dâu nứt đố đổ vách. Lộc Phát Tử Vi xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Quý vị thân mến, trong cuộc đời của mỗi con người, chắc hẳn ai cũng có lúc vấp phải những khó khăn, đối diện với những nghịch cảnh, sự cản trở để bước tới thành công. Và không ít lần rơi nước mắt, chán nản, mất phương hướng như thất bại trong công việc, gia đình bị đổ vỡ, tình yêu bị phản bội. Khi đó có người tìm thấy sự may mắn vượt qua được những nghịch cảnh đó. Nhưng cũng có những người cảm thấy bất lực trước những thất bại xảy ra với họ. Có thể vượt qua được những mất mát thất bại hay là dừng lại buông bỏ hay không đều là do mỗi bản thân chúng ta mà thôi. Tôi chắc chắn quý vị đang theo dõi video ngày hôm nay đều mong muốn được biết vận trình của mình trong thời gian tới sẽ như thế nào để có thể an tâm hơn mà bước tiếp theo như một điều để an ủi tinh thần và giúp ta vững lòng hơn trước cuộc đời đầy biến động này. Và thưa quý anh chị tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 thân mến, trong lá số tử vi vận trình 10 năm tới đây, quý vị hãy yên tâm nhé. Vì đây sẽ là thời điểm vàng son nhất, thời điểm đỉnh cao nhất của sự nghiệp và cuộc sống khi được ông trời thương tình mà ban cho vô vàn lộc lá, tiền bạc rủng rỉnh kéo đến nhà, an nhàn hưởng hạnh phúc mãi về sau, không phải lo nghĩ gì cả. Vậy làm sao để nắm được thật chắc vận trình của mình trong thời gian tới? Thì xin mời quý vị hãy theo dõi hết video dưới đây nhé! Trước khi đi vào lá số tử vi chi tiết hôm nay, ta cùng tìm hiểu qua đôi điều về những nét riêng trong tính cách và vận số cuộc đời của những người sinh năm 1985 tuổi Ất Sửu nhé. Trong số 12 con giáp, Châu là con vật đứng ở vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Và Ất Sửu 1985 cũng mang những đặc điểm chung của những chú Châu và đồng thời cũng mang những nét riêng của tuổi Sửu có thiên can Ất. Những chú trâu này còn được gọi là trâu mang ngũ hành kim. Ất Sửu thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc gì cũng chu đáo, ít bị sai lầm. Đặc tính của can Ất, mẫu người trung hậu, thủ tín, cẩn thận trước mọi vấn đề nên thường chậm chạp. Cầm tinh con trâu có nhiều bảo thủ nhưng giản dị trong cuộc sống và có tinh thần cách mạng cao độ. Ưu điểm của tuổi Sửu là tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, cân nhắc tỉ mỉ trước khi hành động. Khuyết điểm là rất cố chấp, bướng bỉnh, luôn luôn theo ý kiến của mình, dù được nhiều người có kinh nghiệm khuyến cáo. Sinh vào mùa xuân hay mùa thu là mùa sinh. Tuổi Ất Sửu là những người làm việc chăm chỉ, cần cù và không ngừng cố gắng, nỗ lực, đã đạt được mục tiêu đã đặt ra. Họ cố gắng phấn đấu đến cùng, một khi chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Những người này thậm chí không cho phép mình chìm vào cuộc sống an nhàn hưởng thụ. Khi người khác nghỉ ngơi, họ vẫn tiếp tục làm việc với hy vọng sự nỗ lực của mình được đền đáp một cách xứng đáng. Cuộc đời Ất Sửu có nhiều biến động thay đổi, dù đã có một cuộc sống sung sướng ổn định, nhưng sóng gió có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Điều đó không quá lo lắng khi Ất Sửu có khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh. Dù trong tình thế nào, họ cũng dễ dàng làm chủ được cuộc sống của mình. Ất Sửu là những người có vẻ ngoài khá nhút nhát, điềm tĩnh nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp. Khi yêu, họ không biết cách thể hiện tình cảm của mình cho đối phương biết. Điều đó khiến cho họ dễ đánh mất một nửa của mình và bị cho là một kẻ vô tâm, hờ hững. Dù vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh, vui vẻ, nhưng thực ra Ất Sửu che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng. Những lúc buồn bã, khó khăn, họ cũng cần được quan tâm, an ủi, chăm sóc. Lúc ấy, gia đình và những người thân xung quanh sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh để tuổi Sửu tiến lên phía trước. Mặc dù rất gan dạ, dũng cảm, nhưng tuổi Sửu cũng không thích phải đối mặt với mạo hiểm. Họ luôn chọn giải pháp an toàn chắc chắn cho bản thân mình. Họ thích sống một cuộc sống yên bình, hòa hợp, không mưu lợi, danh vọng cao sang. Đối với tuổi Sửu, gia đình là nơi thiêng liêng gắn bó suốt cuộc đời của một con người. Bởi vậy, họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ. Dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương gia đình của mình, những thành viên trong căn nhà của mình.
Kết hôn với phụ nữ tuổi Sửu, bạn sẽ là người may mắn nhất thế gian. Cô ấy là người của gia đình, hiền thục, đảm đang, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình của mình. Nếu như bạn luôn bận rộn với công việc của mình, thì phụ nữ tuổi Sửu sẽ là hậu phương vững chắc nhất giúp bạn chăm sóc cho ngôi nhà thân yêu. Dù có phải trải qua những thăng trầm khó khăn trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Sửu sẽ luôn là người ở phía sau ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh để bạn vượt qua thử thách. Đàn ông tuổi Sửu thích hợp với những cô nàng hiền thục, đoan trang và dịu dàng. Họ luôn mong muốn được đối phương thấu hiểu tâm tư, suy nghĩ thầm kín của mình. Những người này cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai. Vì vậy, tình cảm của họ đôi khi bị hiểu lầm. Rất quan tâm, yêu thương gia đình. Nhưng đôi khi đàn ông tuổi Sửu gia trưởng và nóng nảy luôn yêu cầu mọi người thực hiện những nguyên tắc nội quy trong cuộc sống. Trên con đường xây dựng sự nghiệp, Ất Sửu gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại. Bởi vậy, dù cố gắng phấn đấu nhưng thành công thường đến muộn với họ, phải từ năm 32 tuổi đổ đi, công danh và sự nghiệp mới sáng lạng, phát triển hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa thể ổn định vững chắc được. Thời gian này có thể xảy ra những biến động và thay đổi về công việc nhà cửa. Càng về sau, tài lộc càng dồi dào, sự nghiệp càng thăng tiến. Vậy, vận trình lưu niên của Ất Sửu sinh năm 1985 trong 10 năm tới sẽ diễn ra như thế nào? Năm Tý, xem vận trình lưu niên của tuổi Sửu thấy rằng, năm Tý được chính quan chiếu mệnh. Người tuổi Sửu hành sự gặp nhiều điều cát lợi, có cơ hội được cất nhắc thăng tiến gặp hung hóa cát. Giữa năm có họa tiểu nhân, tuy nhiên không gây nên sóng gió gì lớn. Bản mệnh hành sự khéo léo thì ắt hóa giải mọi việc. Năm Sửu, năm nay vận thế ảm đạm, công danh hay tài lộc đều không có bước phát triển lớn, thậm chí còn gặp phải cản trở. Tuy là năm bản mệnh, không gặp nhiều thuận lợi, song chỉ cần bản mệnh chăm chỉ cố gắng đến cuối năm vẫn có cơ hội thu về thành tích đáng mừng. Năm Dần, xem vận trình lưu niên của tuổi Dần trong năm này, gia đình bản mệnh có thể gặp phải chuyện vui liên quan đến cưới hỏi. Tuy nhiên, đến cuối năm, vận trình xuống dốc, kế hoạch đặt ra có thể không đạt được như ý muốn. Vì thế, bản mệnh cần làm nhiều việc tốt, chớ nên chạy theo danh lợi rồi cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không. Năm Mão, người tuổi Sửu sẽ gặp phải tai họa trong năm này. Vì thế, bản mệnh cần phải nhắc nhở bản thân cố gắng kiềm chế, chớ nên nóng nảy chuyện bé xé ra to. Nếu có thể giữ được quan hệ hòa hảo với mọi người, thì ắt vượt qua mọi chuyện bình an. Năm này, tài vận không lý tưởng, cần hạn chế đầu tư, giữ gìn những gì mà mình đang có. Năm Thìn, năm này hung cát đan xen, cần hành sự thận trọng, nếu không dễ rơi vào cảnh trắng tay. Bản mệnh nên thuận theo tự nhiên, chớ nên cố chấp, hãy chú ý lắng nghe lời khuyên của mọi người. Nếu có thời gian rảnh, hãy học bổ sung thêm kiến thức cho mình, cũng như chủ động giúp đỡ người khác. Năm Tỵ, căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Sửu, năm Tỵ vượng đường tài lộc, người làm ăn kinh doanh có thể xem xét việc hợp tác mở rộng quy mô vào thời điểm này. Tuy nhiên, trong năm, họa khẩu thiệt thị phi cũng nhiều, bản mệnh cần phải thận trọng việc kết giao nếu không tự dây mình rắc rối. Năm Ngọ, căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm này tuổi Sửu phải đối diện với nhiều rắc rối, dễ gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân, dẫn đến họa phá tài, thậm chí ảnh hưởng đến cả đường tình duyên. Song đến cuối năm có quý nhân tương trợ sẽ giúp hóa giải tai họa, vận trình có dấu hiệu đi lên, thậm chí có cơ hội chuyển bại thành thắng. Năm Mùi, cẩn thận gặp phải họa phá tài và năm Mùi, bản mệnh làm gì cũng nên cố gắng bằng chính sức của mình, không nên ngại vất vả hoặc là có lòng hãm hại người khác. Tuy nhiên, cần phải đề phòng người khác nhiều hơn, cuối năm vận thế có dấu hiệu lạc quan, có thể tiến hành đầu tư hoặc là khởi nghiệp. Năm Thân, năm Thân là năm đại cát đại lợi, sự nghiệp đạt tới bước phát triển mới, nên dũng cảm thử thách bản thân để gặt hái nhiều thành công. Năm này cũng có lợi cho việc cưới hỏi sinh con, có điều bản mệnh vẫn chớ nên lơ là, đề phòng sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu dư giả thời gian và tiền bạc thì nên hành thiện tích đức. Năm Dậu, năm này lành ít dữ nhiều, bản mệnh nên chú ý phát triển các mối quan hệ xã giao lành mạnh, như vậy thì đến khi gặp khó khăn mới có người giúp đỡ. Thời điểm này nên hạn chế đầu tư, hạn chế mâu thuẫn với người khác, chú ý gìn giữ sức khỏe. Trong năm, nên giữ tinh thần lạc quan, bình tĩnh đối diện với khó khăn. Năm Tuất, bước sang năm Tuất, sự nghiệp của bản mệnh có sự phát triển thuận lợi, tài lộc thịnh vượng, đào hoa cũng có dấu hiệu nở rộ. Năm này, bản mệnh hãy luôn trong tư thế sẵn sàng để nắm bắt các cơ hội đến với mình. Tuy nhiên, cần chú ý giữ mình, tránh gây háo sắc gây ảnh hưởng đến tiền đồ. Năm Hợi, lưu niên bất lợi, năm này bản mệnh bắt tay và làm việc gì cũng khó, tiến thoái lưỡng nan, may mắn cuối năm có quý nhân phù trợ, bản mệnh đỡ vất vả hơn, tránh được nhiều tai họa. Thời điểm này, tài lộc dậm chân, bạn nên chi tiêu tiết kiệm, hạn chế đầu tư, chi tiêu phung phí.
Người tuổi Ất Sửu có tính can chịu nhất trong số 12 con giáp. Người này cần cù và rất thật thà, không mưu mô xảo quyệt, tác phong của họ cũng khá lịch sự, đoan trang. Nếu người tuổi Sửu có được tài hoa và trí tuệ từ lời nói thì bản thân họ cũng có thể gặt hái được thành công trong việc kinh doanh. Xem tuổi hợp làm ăn, mặc dù người tuổi Ất Sửu 1985 trung hậu trọng đạo nghĩa nhưng lại không có năng lực kinh doanh, không có những ý tưởng mới mẻ, không nắm bắt được vạn sự, mặc dù có đôi lần họ được đi trên những con đường đẹp nhưng mà thực chất là mù quáng và theo họ đi theo lối mòn truyền thống. Bởi vậy Ất Sửu nên tìm một người để cùng hợp tác, hai người bù trừ cho nhau thì mới có thể phát triển được. Vậy trong 10 năm tới, Ất Sửu có thể kết hợp với những người tuổi nào để thuận lợi hơn trong công việc và may mắn trong cuộc sống? Tuổi Tý và tuổi Sửu. Người tuổi Tý và người tuổi Sửu có tính cách sở thích khác biệt nhau một trời một vực. Tuy nhiên, trên phương diện làm ăn, đây lại là cặp đôi kết hợp khá ăn ý. Họ giúp đỡ hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Mỗi bên đều có nhược điểm, ưu điểm riêng của mình. Chuột nhanh nhạy, thông minh nhưng cẩu thả nóng vội. Trâu thiếu quyết đoán nhưng mà có những phân tích chính xác, cẩn thận. Cặp đôi này khi làm việc sẽ bù trừ, hỗ trợ nhau, tạo ra những chiến công vang dội. Tuổi Sửu và tuổi Sửu. Hai tuổi Sửu kết hợp với nhau sẽ trở thành cặp đôi khá ăn ý và lý tưởng. Họ có chung tính cách, sở thích và đặc biệt là sự thấu hiểu lẫn nhau. Trong gia đình, họ luôn cố gắng xây dựng không khí hòa hợp, gắn bó và không bao giờ to tiếng cãi vã. Trong công việc, hai người tuổi Sửu sẽ có cùng chung lý tưởng, mục tiêu, họ cùng nhau cố gắng phấn đấu trong cuộc sống, là nguồn động lực giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Tình cảm bạn bè khác giới của hai người tuổi Sửu rất dễ gắn bó sâu đậm, phát triển thành tình yêu. Tuổi Dần và tuổi Sửu. Tuổi Dần mạnh mẽ, thích cuộc sống cao sang, uy quyền. Tuổi Trâu hiền lành, thẳng thắn, luôn muốn hướng tới cuộc sống bình yên. Có thể nói rằng, đây là cặp đôi đối lập nhau trong 12 con giáp. Một lời khuyên chân thành là người tuổi Sửu và tuổi Dần không nên kết duyên với nhau. Nhưng trên phương diện công việc, hai tuổi này có thể hợp tác làm ăn cùng nhau, trao dồi kinh nghiệm kiến thức, cung cấp cho nhau những thông tin bổ ích. Trâu sẽ học được sự quyết đoán và sắc sảo của Hổ, nhưng ngược lại, Hổ sẽ lại học được sự cẩn thận, chăm chỉ của Trâu. Tuổi Mão và tuổi Sửu. Người tuổi Mão và tuổi Sửu đều có đặc điểm chung trong tính cách, đó là sống nội tâm, giàu tình cảm, ít giao tiếp và thích những nơi yên tĩnh. Khi trở thành một cặp đôi, họ sẽ rất hợp nhau và không bao giờ cảm thấy nhàm chán trong mối quan hệ này. Khi hợp tác làm ăn với nhau, tuổi Mão và Sửu luôn tôn trọng, tin tưởng và đặc biệt là sẵn sàng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Tuổi Mão sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công việc, phương pháp làm việc hiệu quả từ tuổi Sửu. Tuổi Thìn và tuổi Sửu. Tuổi Thìn mạnh mẽ, quyết liệt, có phần đối lập với tính cách nhút nhát của Sửu. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Thìn và Sửu sẽ là những đối tác khá ăn ý và lâu dài. Họ có chung quan điểm và mục tiêu phấn đấu, chắc chắn sẽ có chung chí hướng cùng nhau phấn đấu để đạt được mục tiêu. Có thể hợp tác trong thời gian ngắn. Còn về lâu dài thì không nên, mỗi người một ý, ai cũng cho mình là đúng, dần dần nảy sinh mâu thuẫn và tan rã. Tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Tuổi Tỵ và Sửu có khá nhiều điểm tương đồng trong sở thích và tính cách, bởi vậy họ có suy nghĩ hành động khá ăn ý với nhau. Trên phương diện công việc, cặp đôi này cũng ăn ý với nhau, rắn sẽ dạy cho Trâu sự khéo léo, tự tin trong cuộc sống. Ngược lại, Trâu sẽ giúp đỡ tiếp thêm sức mạnh cho rắn trong những lúc khó khăn. Họ sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách một cách dễ dàng. Tuổi Ngọ và tuổi Sửu. Tuổi Ngọ nếu như hợp tác làm ăn với Sửu sẽ gặp nhiều may mắn thuận lợi, bởi lẽ người tuổi Ngọ luôn bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ hay thay đổi, không kiên định với mục tiêu của mình. Còn với Sửu thì sẽ giúp Ngọ phục hồi được sự thiếu kiên nhẫn này. Tuổi Mùi và tuổi Sửu. Dù là trên phương diện nào, công việc hay tình yêu, tuổi Mùi và tuổi Sửu đều khó có thể tìm được tiếng nói chung. Họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai. Khi ở cạnh nhau, hai tuổi này thường bộc lộ những khuyết điểm, thiếu sót của mình. Bởi vậy dường như họ luôn cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc gặp gỡ nhau. Tuổi Thân và tuổi Sửu. Tuổi Thân và Sửu có nhiều sự khác biệt về tính cách nhưng họ hoàn toàn có thể lắng nghe, chia sẻ những suy nghĩ tâm tư của mình cho nhau. Trong cuộc giao tiếp, bạn sẽ ít khi thấy khỉ và trâu đấu khẩu, ngược lại, họ vui vẻ, hòa hợp và cảm nhận được sự lôi cuốn hấp dẫn trong mối quan hệ. Tuy nhiên, trên phương diện công việc, họ lại là người có chí hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Con đường tuổi Thân lựa chọn tách biệt với tuổi Sửu, không cùng quan điểm mục tiêu hướng tới. Điều đó khiến cho Thân và Sửu rất khó có thể trở thành những đối tác làm ăn lâu dài. Tuổi Dậu và tuổi Sửu.
Có thể nói, sự kết hợp của người tuổi Dậu và tuổi Sửu đem lại sự hoàn hảo cả về phương diện công việc lẫn tình yêu. Sự tương đồng trong tính cách và quan điểm sống chính là nền móng đầu tiên giúp họ phát triển mối quan hệ. Tuổi Dậu đem đến những may mắn, niềm vui cho tuổi Sửu, càng ngày họ sẽ càng trở nên gắn bó, yêu thương lẫn nhau. Nếu như tuổi Sửu luôn nhút nhát, thiếu tự tin khi giao tiếp, tuổi Dậu sẽ là vị cứu tinh, giúp Sửu khắc phục nhược điểm đó. Tuổi Tuất và tuổi Sửu. Mối quan hệ giữa tuổi Tuất và tuổi Sửu có thể tiến triển tốt đẹp, gắn bó lâu dài dựa trên sự trung thành, tin cậy lẫn nhau. Cặp đôi trời sinh này luôn tìm được tiếng nói chung, sự thấu hiểu sâu sắc, bởi vậy họ thường trở thành những tri kỷ của nhau. Hai tuổi này đều có những tài ở trong kinh doanh, họ có thể cùng nhau xây dựng, phát triển và trở thành những ông chủ, bà chủ buôn bán. Tuổi Sửu kiên trì, cần cù làm việc, còn tuổi Tuất có những phán đoán chính xác, nhanh nhạy. Sự kết hợp này sẽ đem lại hiệu quả thành công cao cho việc làm ăn. Tuổi Hợi và tuổi Sửu. Tuổi Hợi thích sự chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ của người tuổi Sửu. Họ có thể hợp tác làm ăn lâu dài và sự hợp tác này sẽ đem lại hiệu quả và thành công ngoài mong đợi. Những điều tuổi Sửu làm cũng là những điều tuổi Hợi mong muốn thực hiện. Họ dễ dàng tìm được tiếng nói chung trong công việc và tình yêu. Theo tử vi, tháng sinh ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách cũng như là cuộc đời của con người. Ất Sửu vốn được biết đến là những người chăm chỉ, cần cù, tâm địa thiện lương. Tuy nhiên, mỗi một tháng sinh lại khiến cho cuộc đời của con giáp này đi theo những hướng khác nhau. Vậy vận mệnh của Ất Sửu 1985 theo 12 tháng sinh âm lịch sẽ như thế nào? Người tuổi Ất Sửu sinh tháng Giêng, tức là tháng 1 âm lịch. Tháng Giêng cũng là thời điểm Tết đến xuân về, nên người này cũng được hưởng nhiều phúc khí, là người có quyền lực trong tay. Những vất vả của tiền vận sẽ biến mất vào trung vận, vận khí chuyển đổi, hóa hung thành cát, hậu vận an nhàn, hưởng phúc tuổi già. Tuy nhiên, người này không được hưởng nhiều phúc tổ tông, phải tự lực cánh sinh dựa vào sức mình, phải trải qua nhiều vất vả khổ sở trên con đường lập nghiệp. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chậm. Người tuổi Sửu sinh tháng này có cá tính mạnh mẽ, tự lập tự cường, dũng cảm gan dạ, có uy quyền. Tuy nhiên, họ cần người dẫn dắt mình trên đường đời, nếu không sẽ giống như anh hùng không gặp thời, khó có thể phát huy hết năng lực, cuộc đời của họ trải qua nhiều điều xui rủi, gặp chuyện buồn phiền. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 3 âm lịch. Sinh vào tháng 3 âm lịch, những chú trâu này có cuộc sống tiêu dao, an lạc, cả đời không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Họ là người có địa vị trong xã hội, được mọi người kính trọng, có thể sẽ trở thành tầng lớp giàu có thượng lưu. Thông minh đĩnh ngộ, phong thái tiêu dao, hiểu sâu biết rộng, họ sống thoải mái và biết cách tận hưởng cuộc sống, nên dựa vào tài trí của mình để đi theo các ngành thiên về nghiên cứu. Tuy trong cuộc đời không ít những đợt sóng ngầm, nhưng họ khá may mắn nên đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, hóa hung thành cát, hậu vận cực tốt, gia đạo an yên, sung túc giàu có, con cháu đầy đàn. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết lập hạ. Người tuổi Sửu sinh vào tháng này tuy khát khao lập nghiệp nhưng lại không gặp đúng thời nên khó có được thành công. Cuộc đời trải qua nhiều vất vả, phải lăn lộn ngược xuôi, đi lại khắp trốn, gian lao đủ cả. Nhưng tài lộc khó thành, bị người khác o ép trói buộc, không có được tự do. Người tuổi Sửu sinh tháng 4 âm lịch. Có số vất vả không được nghỉ ngơi mà phải làm việc luôn chân luôn tay, vận khí bình thường hay phải chịu chỉ đạo sai phái của người khác, không được tự do hành động hay làm theo ý mình mà luôn bị hạn chế. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 5 âm lịch. Sinh vào tháng 5 âm lịch, vận mệnh người tuổi Sửu không được tốt lắm, song được nhiều người quý mến bởi tính cách trung hậu, lương thiện, thành thực, chân tình. Họ thường phải xa quê hương để mưu sinh lập nghiệp, song tiền bạc kiếm được cũng không nhiều. Họ nhờ cậy được nhiều vào gia đình, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm, phải tự lực cánh sinh chứ không được ai giúp đỡ. Tuy nhiên, phúc khí vẫn còn nên người tuổi Sửu sinh tháng 5 âm lịch vẫn an ổn sống đến hết đời. Hãy suy nghĩ lạc quan, tin rằng chỉ cần có mục tiêu thực tế, không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu đó, thì chắc chắn cuộc đời của bạn sẽ có thêm rất nhiều ý nghĩa. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết tiểu thử, người tuổi Sửu sinh tháng này dung mạo đẹp đẽ, tài năng xuất chúng, tính cách cao sang được nhiều người ngưỡng mộ. Nửa đời hạnh phúc, nửa đời khổ sở, thời vận chắc chắn sẽ tới, có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thành công như ý. Người tuổi Sửu, năm Sửu lại trúng vào tháng 6 âm lịch, tuy không được hưởng phúc hương hỏa tổ tiên, cũng không được người thân giúp đỡ, nhưng bản thân họ là người thông minh, tài trí xuất sắc hơn người, nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp.
người tuổi Ất Sửu sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thù, người tuổi Sửu sinh tháng này sự nghiệp thành công lẫy lừng, được hưởng phúc khí, gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, gia đình sung túc, hoan lộ hanh thông, tiên vận được phúc tinh cao chiếu, tuổi già được hưởng lộc con hiền cháu thảo. Cuộc đời người này khá sung túc đủ đầy, không phải trải qua sóng gió thăng trầm gì quá lớn, tài lộc ùn kéo tới không ngừng, số vượng tài vượng lộc, tuổi già càng phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ, Nam Sơn, vui vầy cùng con cháu, phúc khí cực vượng. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ, người tuổi Sửu sinh tháng này gặp nhiều khó khăn trong công việc, song lại được hưởng nhiều phúc lộc từ hương hỏa tổ tiên để lại. Chỉ cần có ý chí và cố gắng không ngừng, chắc chắn sẽ giành được thành công như ý. Họ là người tài nghệ, tinh thông, có duyên ăn nói, biết tiến biết lùi, ứng xử khéo léo. Tương lai là người sự nghiệp thành công, đức cao vọng trọng. Người sinh tháng 8 âm lịch, năm Sửu cũng có sức khỏe rất tốt, phúc khí vượng, cuộc đời ít nhiều phải trải qua nguy hiểm, cũng không có nạn kiện cáo lao tù. Họ là người thông minh, lanh lợi, giỏi ứng biến linh hoạt, danh lợi đủ đầy, con cháu đầy đàn. Người Ất Sửu sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm rơi vào tiết Hàn Lộ, người tuổi Sửu sinh tháng này. Tuy xuất thân bần hàn, điểm xuất phát thấp hơn mọi người nhưng lại có ý chí kiên cường, tất thành đại sự. Họ là người thông minh, mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn, áo mặc cả đời không cần phải lo lắng. Thời vận an hòa, mọi sự như ý cát tường, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết Lập Đông, người tuổi Sửu sinh tháng này có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái tự nhiên, họ trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, chịu nhiều vất vả, nhưng cuối cùng thì sự nghiệp vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào, con đường học vấn cũng rất hanh thông. Người này có đầu óc kinh doanh khá tốt, rất hợp đi theo con đường kinh doanh buôn bán, tài lộc cực vượng, không lo chuyện cơm ăn áo mặc, tuổi già phúc thọ song toàn, hưởng lộc an nhàn. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Đại Tuyết, người tuổi Sửu sinh vào tháng này được hưởng lộc từ tổ nghiệp, song gặp nhiều tai họa trong đời, chịu khổ cực khó ai bằng, thiếu thốn đủ bề, mưu sự không thuận cũng không có nhiều tri âm tri kỷ, có chuyện buồn không nơi giải bày, công danh sự nghiệp cũng chỉ bình thường, không có nhiều thành tựu, an ủi duy nhất là sức khỏe, tuy nhiên nhiều chuyện xảy ra nhưng cuộc đời được bình an. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng Chạp là tháng 12 âm lịch. Người tuổi Sửu sinh tháng 12 âm lịch tuy cuộc đời không mấy giàu sang, song học hành giỏi giang tấn tới, có ý chí kiên cường và vững vàng hơn nhiều người. Họ có tham vọng, hoài bão cao xa, có điều gặp nhiều thứ ngáng trở nên khó lòng thành công. Chỉ cần có ý chí và quyết tâm thì chắc chắn sau cơn mưa, trời lại sáng. Hậu vận phúc khí đủ đầy, được hưởng phúc lộc đất trời, con cháu trong nhà yêu thương và hòa thuận. Tuy kinh tế không mấy khá giả, nhưng phẩm cách con người tuyệt vời, không vì tiền bạc mà khiến cho cuộc sống trở nên tồi tệ. Biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thưa quý vị, theo các chuyên gia, trồng cây cảnh phong thủy phù hợp với từng không gian và hợp tuổi sẽ giúp mang lại sự may mắn, sức khỏe, hòa thuận và hạnh phúc cho gia đình. Vậy những người tuổi Ất Sửu hợp cây phong thủy gì, trồng cây cảnh gì trong nhà, nơi làm việc cho hợp mệnh, giúp tài vận hanh thông, may mắn ngập tràn. Tuổi Ất Sửu là người sinh năm 1985, thuộc ngũ hành kim, hải trung kim. Theo ngũ hành tương sinh trong phong thủy thì thổ sinh kim, vì vậy ngoài các cây màu trắng, bạc thuộc hành kim ra thì tuổi Ất Sửu cũng có thể trồng các cây màu vàng, nâu thuộc hành thổ. Ngoài ra tránh mua những cây có màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc hành hỏa vì hỏa khắc kim, những cây có màu đen, xanh nước biển thuộc hành thủy vì kim sinh thủy, mệnh kim bị thua thiệt tiêu hao, không tốt cho vận mệnh của tuổi Ất Sửu. Một số cây trồng thuộc hành kim được nhiều người yêu thích nhất hiện nay có thể kể đến như cây hoa kim ngân, hoa ngọc lan, mễ lan, cửu lý hương, kim bách hợp, hàm tiếu và cây kim quế. Màu trắng và màu bạc thuộc hành kim nên có thể chọn các loại cây có hoa màu trắng như cây bạch lan, cửu lý hương, trà phúc kiến. Màu sắc thuộc hành thổ là màu vàng, vì thế nên lựa chọn trồng những cây có lá, thân hoặc là hoa màu vàng thì sẽ thích hợp nhất như cây hoa mai vàng, cây đỗ quyên, che thân vàng, cây hoa ngâu, sen đá. Cây hoàng liên gai, cây bách nhật bản, cây hoa mai vàng, che thân vàng, cây hoa ngâu, kim ngân, ngọc lan, mễ lan, cây cửu lý hương, cây kim bách hợp, cây hàm tiếu, cây kim quế. Về dáng cây, tuổi Ất Sửu nên chọn các cây dạng lá kim, cành sắc nhọn như cây tùng và nên chọn loại chậu trồng bằng các kim loại. Muốn tăng vận khí bản thân thì Ất Sửu nên để 4 hoặc 9 chậu cảnh trong nhà là thích hợp nhất. Quý vị thân mến,
Câu chuyện về giàu vật chất tưởng chừng như ai cũng phải ao ước như chú chuột đồng sau đây khiến chúng ta phải nhìn nhận lại cuộc sống hiện tại. Dường như chúng ta đã quá vội vã, nuôi ảo vọng quá lâu mà đánh mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Câu chuyện cuộc sống về chú chuột ở trong nhà và chuột đồng. Có hai chú chuột nhà và chuột đồng khá thân thiết, nhưng cuộc sống khác xa nhau khi chuột nhà ở trong một biệt thự lớn, luôn được thưởng thức những đồ ăn ngon, đồ uống, hoa quả nhập ngoại. Trong khi đó, anh bạn chuột đồng lại chỉ ăn da xanh và những hạt thích dụng ở ngoài đồng. Cả hai đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Chuột nhà có lần tới thăm nhà bạn và được chuột đồng chuẩn bị một bữa ăn được xem là rất thịnh soạn với rau, lõi ngô và một số các cốc nước uống. Thế nhưng chuột nhà không hài lòng cho lắm và thầm nghĩ, sao bạn mình có thể sống như thế này được nhỉ? Hai chú chuột vừa ăn vừa trò chuyện và chú chuột đồng khá tò mò về cuộc sống của bạn mình, nơi xa hoa sung sướng ấy. May mắn là hôm sau, anh chuột nhà mời vào thành phố cùng để thử trải nghiệm những điều anh ta kể. Sau một hành trình dài, hai người đã tới được biệt thự lộng lẫy nơi chuột nhà ở. Ngay sau đó, một bữa ăn thịnh soạn được bắt đầu với kẹo, mứt, phô mai. Chuột đồng vô cùng thích thú vì anh ta chưa từng được thưởng thức những món ngon như thế này. Thế nhưng, ngay khi chuột ta định ăn thì nó bỗng nhiên giật mình hoảng loạn vì nghe tiếng mèo kêu, mèo ánh trên tay rơi mất và cả hai cùng chạy trốn tránh thiệt mạng. Khi mèo vừa rời đi, hai chú chuột mới thong thả bước ra và nghĩ cuối cùng cũng đến lúc chúng ta có thể ăn uống ngon lành. Thế nhưng, chỉ khi mới ăn được một chút thì cánh cửa bỗng mở toang, thì ra người hầu bước vào để dọn dẹp bàn ăn. Đi sau là một con chó to đang nhe răng đầy dữ tợn. Hai con chuột lại hồn siêu phách lạc và chạy trốn thật nhanh. Chuột đồng và chuột nhà chạy thục mạng. Hai con chuột nhìn nhau, sau đó chuột đồng chào tạm biệt chuột nhà để đi về. Nó nói, anh có thể có những đồ ăn cao lương mỹ vị mà tôi không có, nhưng tôi thì lại thích cuộc sống bình yên nơi đồng quê, dù hàng ngày chỉ ăn rau và cơm. Hãy bảo trọng anh bạn nhé. Bài học rút ra, hãy dành một phút để nhìn nhận lại xem chúng ta có giống như những chú chuột nhà kia chỉ vì muốn có những bữa ăn thịnh soạn, nhưng dù có cơ hội, ta cũng chẳng thể thưởng thức một cách thanh nhàn, ăn uống cũng nhanh nhanh chóng chóng, sợ bị người khác giành lấy mất. Nhìn xa ra là chúng ta có mong một cuộc sống hạnh phúc, sung túc, nhưng mặc dù cuộc sống vật chất đủ đầy nhưng luôn thấy căng thẳng, mệt mỏi. Mọi thứ cũng chỉ là giả tạm, vay mượn, bầu trời của ai cũng xanh như nhau, nhưng quan trọng là ta có đủ thời gian ngắm bầu trời ấy hay không mà thôi. Vì thế, dù mày kiếm tiền hay chọn cuộc sống thanh nhàn, cũng đừng quên rằng chúng ta cần sự cân bằng trong tâm hồn để có thể thưởng thức. Khi tâm hồn ta có trời và biển, nó luôn xanh thẳm và bình yên, thì lúc đó chúng ta sẽ là người giàu có nhất trên thế gian này. Khi mới chào đời, chúng ta đều không có gì trong tay, tâm hồn chúng ta đều thanh thản như bầu trời trong xanh vậy. Sau khi trải qua những năm tháng vất vả của cuộc đời, mỗi người trong chúng ta đều tích lũy được cho mình rất nhiều kinh nghiệm và công danh sự nghiệp. Đừng để cho những tham vọng về công danh tiền bạc làm phai mờ đi vẻ đẹp cuộc sống vốn có bằng cách nhìn tầm thường của mình. Tâm hồn ấy đã dần dần bị mất đi sự vô tư ngày nào khi qua những năm tháng gian nan vất vả, nhiều phiền muộn lo toan. Khi tiếp xúc với quá nhiều người xấu, ta ngày càng nảy sinh nhiều hoài nghi vì xã hội đầy rẫy những con người nhỏ nhen lọc lừa. Chúng ta đã biến thành một người thiếu kiên nhẫn, dễ cáu giận, suy nghĩ hời hợt, ngắn hạn, biến mình thành một người luôn giả tạo như những người xung quanh. Tất nhiên ta cũng chẳng thế mà quay về thành chú chuột đồng kia, một khi trong lòng ta luôn đam mê khám phá cuộc sống mới có thể cân bằng cuộc sống hợp lý, cũng là điều tuy khó nhưng là điều.